Tiếp nối chương trình, biên tập viên Hưng Liên sẽ gửi đến chúng ta những thông tin thời tiết. Và xin chào chị ạ. Tôi có thấy dự báo là đêm nay thì Hà Nội sẽ có mưa, vậy thì không biết rằng là cơn mưa này có chấm dứt đợt nắng nóng lần này tại Hà Nội không ạ? Vâng Quỳnh Nga, đêm nay thì Hà Nội và miền Bắc sẽ chuyển mưa rông diện rộng và sẽ kết thúc đợt nắng nóng. Mưa trước ở vùng núi trong tối nay. Hà Nội và vùng đồng bằng thì mưa muộn hơn từ nửa đêm đến sáng sớm. Mưa sẽ khá to từ 25 đến 50 mm trong vòng 1 giờ, sẽ giúp giải tỏa bầu không khí nóng bức suốt nhiều ngày qua. Tuy nhiên lưu ý, mưa xảy ra trên nền nhiệt cao sẵn có rất dễ kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và cả mưa đá. Dự báo ngày mai Hà Nội sẽ chấm dứt hoàn toàn nắng nóng, nhiệt độ có thể giảm cả chục độ so với ngày hôm nay, cao nhất chỉ vào khoảng 31 độ. Còn tối nay từ 19 đến 22 giờ, trước khi mưa trời vẫn nóng bức, nhiệt độ từ 31 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay trời chủ đạo là tạnh giáo, mưa rào nhẹ vài nơi không đáng kể. Không khí khá mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất là 27 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với các tin tức khác của chuyển động 24 giờ.